đây là một cái điểm cộng của công ty khi mà đã được thiết kế cho cục súp này có thể đánh lực hơn. Đấy, bác nhìn qua bác. Như hàng gia công thì không thể nào làm được như này rồi. Thêm một cái tấm này nữa để gắn cái cao su vào đây này. Để tạp ông gần như là không thể ra ngoài được một chút gì. Đấy, các bác nhìn này, cái độ như thế này thì làm sao mà có tạp âm ra ngoài nữa. Dạ vâng, và xin chào toàn thể các bác và chào toàn thể mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của bên em. Và hôm nay thì em sẽ làm về một cái mẫu súp EB. Sau rất là nhiều video em làm về súp EB bát 40 thì cũng có một số yêu cầu của bác khách hàng là EB có bát 30 không? Bởi vì con này cũng khá là lâu rồi em chưa làm về vấn đề con này. Và con này là con là thời kỳ đầu tiên mà EB đã ra được mẫu súp, đó là EB 1018. Và hôm nay thì em sẽ thứ nhất là em sẽ quảng cáo lại con này và cho các bác cùng xem em đã chưa cho các bác xem con này, quên mất là chưa cho bác xem nội thất của con này. Thì hôm nay thì trong video lần này thì em đang cố gắng để tháo nội thất con này ra cho các bác cùng đánh giá xem chất lượng của con này so với những cái hàng phổ thông là nó như thế nào. Và tại sao con này lại là cái con mà tiếng súp cực kỳ hay nhá. Thì nếu mà so về ấm thì con này cực kỳ hay. Khi mà các bác nghe súp thì sẽ có hai vấn đề mà các bác cần phải để tâm đến, đó là súp tiếng sâu và lực. Thì con này sẽ được theo như nhà sản xuất báo thì năm ngoái thì con này sẽ đáp ứng được tiếng sâu. Con này tiếng sâu nhưng mà lực thì nó sẽ kém với những cái dòng V3. Đấy, lực nó sẽ kém với những dòng V3 như là 717 này, V3 340, nhưng mà dòng V3 này thì nghe tiếng nó sẽ khô hơn cái dòng 1018, bởi vì con này nó thiết kế với cái bộ mạch của nó và cái vỏ thùng của nó thì thiên về chiều sâu này. Và nói chung là thiết kế bộ mạch nó sẽ phù hợp với bát của nó. Nói chung là hàng chất lượng lúc nào nó tiếng nó cũng hay và tiếng sâu hơn. Và năm nay thì đã được cải tiến thay đổi một chút về điện trở và về linh kiện của mạch súp của con này. Và em được đánh giá con này bây giờ tiếng cực lực và cực sâu. Đấy, nó đã đáp ứng được hai điều kiện. Đó là tiếng lực và tiếng sâu. Và nhiều bác hỏi em là nghe súp thì không cần lực. Đấy, không cần lực, ta chỉ cần sâu để nghe gia đình nghe nhạc ấy, thì tiếng quan trọng là tiếng sâu thôi. Tiếng lực thì những cái lôi loa bát 40 nó có thể đáp ứng được, nhưng mà tiếng sâu thì không thể đáp ứng được rồi. Thì con này thì sẽ được cho các bác cùng xem qua. Đấy, về chất lượng con này, và tí em sẽ có bài test về cái con EB 1018 này. Và trước tiên là về hình thức một chút. Con này, về hình thức con này thì như bác biết là con này là được làm bằng gỗ tự nhiên, vân gỗ tự nhiên nhé. Và phun trần hết nhé, phun trần. Và đây các bác nhìn qua bo cạnh này, tất cả vẫn là vân gỗ zin của nó này. Không như những cái dòng dán vân gỗ khác thì không nói làm gì, con này thì sẽ là vân gỗ tự nhiên. Và vì là hàng chính hãng của EB Pro nên là nó làm rất là kỹ lưỡng. Đối với những cái khi mà các bác biết là một cái tấm lưới này người ta còn mất thêm cả một cái khuôn này để đục ra để làm duy nhất một cái khuôn này tròn này thôi này. Đấy. Nói chung là nhìn con này thì nó về hình thức của nó đẹp thì không phải chê rồi. Nếu mà về hình thức con này đẹp thì không thể chê rồi. Vâng, em cứ thao ra. Đây là một con bát lòng chảo. Độ sâu của nó đây. Tem EB được dán khắp nơi này. Ở dưới này, đằng sau này thì em có cái tem EB và bây giờ em đang tiến hành tháo ra. Về cái bộ mạch của con 1018 này, mạch màu trắng. Và tín hiệu đường có vào đường xúc in và đường line in thì thường thì dùng đường xúc in thôi. Và hai volume chỉnh tần số và volume tổng. Đây, em sẽ tiến hành tháo ra cho bác xem toàn bộ nhé. Bộ góc bộ cạnh, nói chung là sở rất là mát tay. Con 1018 rất là đáng giá tiền. Và con này hãng đang được khuyến mãi con này. Nếu mà xem trang web của công ty thì tí em sẽ cho bác cùng xem qua về cái trang web của công ty thì các bác biết là con này nó được đang được giảm giá như thế nào. Đấy, hiện tại thì em nói chung là bán đồ bây giờ em sẽ tháo hết ra cho bác cùng xem. Nhiều bác không chưa biết gì và cứ vào bình luận là hàng này hàng đều, hàng kém, hàng nguồn nhôm, thì hôm nay em chứng tỏ tất cả các sản phẩm bên em thì em đều tháo ra cho bác cùng xem hết. Đây là một bộ mạch của nó và các bác cùng có thể nhìn và có thể phân biệt hàng phổ thông và hàng chính hãng nó khác nhau ở cái điểm nào. Đây, em bỏ bộ mạch lên đây. Bỏ bộ mạch lên đây cho đỡ xước. Đây. Các bác nhìn qua một lượt đi rồi em sẽ phân tích cho các bác. Em sẽ để dừng dưới này cho các bác cùng phân tích bộ mạch của con này. Đây nhá. Đấy, các bác nhìn qua một lượt này. Đấy, toàn bộ về bộ mạch của con này này. Đấy. Một con súp, và con này thì chỉ cần chạy bằng hai sò, bát 30 chỉ cần chạy bằng hai sò.
Và các bác nhìn này, bộ mạch này đầy đủ thông số và lắp đường ra của quả nguồn này, quả nguồn của hàng chính hãng này, các bác nhìn này, gồm có 5 đường ra tất cả đấy. Những quả nguồn bình thường thì không bao giờ có cái chuyện 5 đường ra được đấy, không bao giờ có cái chuyện 5 đường ra. 5 đường ra keo gắn ở đây để cho đỡ bong chân ra, làm rất là chắc chắn. Đi dây đây, dây của hãng đây, nó đều có những cái bọc này, hàng cao cấp đều có bọc này, tem chính hãng FA Pro. Đấy, thường thì những cái nguồn quả em phân tích cho các bác một chút, đó là thường những cái quả nguồn bình thường ấy thì nó chỉ có 2-3 đường ra thôi, một đường mát và hai đường 40V, và nó sẽ qua một phần điện trở. Đấy, qua một phần điện trở và qua những cái con diode nắn xuống chỉ còn 15V để qua phần test bát này. Đấy, qua phần test bát này. Nhưng khi mà hàng chính hãng ấy, để đảm bảo ấy, không cần phải qua điện trở gì cả, người ta làm luôn, tích hợp luôn vào cái quả nguồn này này, một công suất điện, đó là công suất điện là 15V. Đây, 16V đây, các bác nhìn này, thấy chưa, rất là nhiều công suất của 40V này, 15V này. Đấy, và được có cả ngày sản xuất của con quả nguồn này luôn này. Nói chung là hàng cao cấp thì lúc nào nó cũng thế thôi. Các bác nhìn mà các bác đây, nhiều bác bảo là đây là hàng kém chất lượng đây. Đấy, cứ hỏi hàng chính hãng, em cứ phải làm ra, làm rõ nguyên nhân ra cho bác cùng xem thì các bác mới cảm nhận được cái chất lượng của nó như nào. Một vỉ, hai vỉ mạch đỏ, tép bát và công suất, và sò công suất người ta đi trong này, bốn quả tụ. Đấy, quả tụ 63V và 6800 mi, tụ không lồi tí gì luôn này. Đấy, các bác mà nhìn hàng chợ thì chỉ có dùng một thời gian tụ lồi hết. Đấy, và hai đây nhá, em sẽ phân tích cho các bác một chút này. Hai đường mát này, một dây mát và hai dây 16 và 15V và hai dây 40V đi vào vỉ công suất, dây 15V sẽ đi vào vỉ tép bát. Vâng, và giờ thì em sẽ tháo lốt cái phần bát con này ra, mở toàn bộ ruột gan của con FB này ra cho bác cùng tham khảo qua. Đây là gân cao su của các bác này. Này thì đánh thoải mái rồi. Đây nhá, tem mác thì em bóc hết. Tem chính hãng đây. Ok, và em sẽ bắt đầu tiến hành phun gỗ này, là phun gỗ tự nhiên rồi. Nói chung là phun những cái này, một cái tấm gỗ này các bác biết là nếu mà xước một tí thôi cũng không làm được nên cục súp này đâu. Xước một tối tí cũng loại rồi. Bởi vì đây là phun trần mà không phải phun kiểu như thế này thì có thể là phun đè lên được, đúng không? Phun đè lót lên được, phun trần thì không phải sợ. Sao đi? Đây, các bác cùng xem qua chút. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành tháo nhé. Đây, ở đây thì cái bát này nó sẽ có một cái lớp nhựa bảo vệ. Đây để anh ấy nhá, quay bắn. Mà chưa ấy chắc làm sao nó tụt vào ngay. Chắc vào. Bài đang cháo. Hết tỏa nhựa vào thế này. Đã mở thì mở luôn tiện thể đúng không các bác? Đấy. Thường ngày trước thì ở bên FA Pro làm ốc gen, nhưng mà theo em nghĩ ở ốc gen không chắc vào ốc này được. Đấy. Nên là đã thay đổi đi, thay đổi làm và xoáy bình thường. Ok, và về em sẽ ở đây sẽ có cái tấm bảo vệ này. Khá chắc đấy. Nhưng mà cậy được con này. Bởi vì tại sao các bác biết làm chắc nhỉ không ạ? Đấy, ở nhà sản xuất người ta còn thêm một cái này nữa vào để cho nó có không có tạp âm ra ngoài. Vì quá chắc là nên là em cũng phải phụ tay tháo cái này ra cùng. Đấy, các bác nhìn thấy cái vòng này chưa ạ? Vòng nó sẽ được làm thêm một cái tấm lớp cao su ở đây để cho đỡ tạp âm ra ngoài nha các bác nhá. Ok, và bây giờ em sẽ bắt đầu đi vào vấn đề chính, đó là cho các bác cùng xem bên trong của con này. Nhấc ra. Cái gì cậy lên hơi khó lấy, bởi vì ở đây có một cái đường hạ cấp này, ở đây có một đường hạ cấp,
Đấy, và hơi dính nữa nên là phải có cái cậy. Đây các bác còn xem cái bát của nó. Đấy các bác nhìn này, hàng cao cấp thêm một lớp cao su nữa, làm hãng làm cực kỳ chắc chắn, thêm cả một lớp cao su ở đây nữa, thêm cái lớp này nữa để tránh 100% tuyệt đối cái tạp âm nó ra ngoài. Đấy, tránh 100% tạp âm ra ngoài đây các bác. Nếu mà hàng phổ thông thì không thể nào làm được những cái vấn đề này. Đấy, đường hạ cấp vào bên trong này đây là một cái dây kết nối với mạch và bông xốp. Đấy, gỗ dán đây các bác nhìn này, gỗ này, gỗ công ty này. Đấy, bông xốp là toàn bộ luôn. Và đây là cái bát của con EB này, bát 24 và có logo EB Pro đây, và mã xuất Make in Taiwan. Đấy, 450W 4 ohm. Đấy là toàn bộ về cái sản phẩm EB Pro này. Và đây các bác cùng nhìn qua côn một chút này. Đấy, hôm nay em sẽ đập hộp toàn bộ con này luôn. Đấy, nhìn qua các bác có thể nhìn qua. Ok, đấy là toàn bộ về sản phẩm, đó là cái 24 khá là dày đấy. Đấy, bát này cũng khá là tốt, Make in Taiwan này, bác nhìn chưa? Ok, và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành cho bác cùng nghe thử cái chất âm của con súp EB1018 này nhé. Test chất âm của súp EB Pro 1018 này. Và đầu tiên thì em cho các bác xem toàn bộ nội thất bên trong của con này rồi đấy, toàn bộ luôn, nguyên vẹn luôn từ trong ra ngoài. Và cuối cùng đó là phần test chất âm của con này. Đấy, và con này sẽ bắt đầu, em sẽ bắt đầu tiến hành. Em sẽ cắm trực tiếp vào điện thoại nhé. Con này là con súp điện nên các bác chỉ cần đưa tín hiệu vào nhé. Đấy, các bác có thể nghe qua này. Từ từ nhá, để từ từ bật ấy để cho bác cùng xem cảm nhận qua chút đấy. Bật từ từ đấy. Đây là cái nhạc nhỏ, bác có thể nhìn tiếng, các bác mà cảm nhận được cái tiếng chất âm của nó. Đấy, tiếng của nó, nếu mà các bác đeo tai nghe và các bác có thể cảm nhận rõ nhất được cái sự quả súp này. Đấy, khi các bác mua hàng ngày, các bác lên đeo tai nghe vào để cảm nhận được đúng cái chất âm của súp. Em cho to lên và cho tần số lên xem bát nó đánh lực đến như thế nào. Đây là một cái điểm cộng của công ty khi mà đã được thiết kế cho cục súp này có thể đánh lực hơn. Đấy, các bác nhìn qua bát. Toàn bộ về con súp 1018 này. Nhiều bác không đeo tai nghe vào có thể nghe trên điện thoại thì có thể nghĩ là con này nó đánh hơi kém hay là nó đánh hơi ù đấy, bởi vì là khi mà công suất qua điện thoại thì nó không thể nào chuẩn được, trừ khi các bác đeo tai nghe vào này. Đeo tai nghe vào thì cái chất lượng âm thanh của nó nghe rất là chuẩn. Và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành cho các bác nghe qua thêm một lượt nữa. Đấy, các bác nhìn nghe, nhìn trần nước là rung hết lên rồi, trần thạch cao rung hết rồi. Điểm cộng của công ty EB Pro đó là cho con này lực hơn và tiếng sâu hơn. Ok, và vừa rồi là toàn bộ khâu chi tiết về con sản phẩm EB Pro này. Các bác nào cần quan tâm đến sản phẩm EB Pro này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em. Và bên em chương trình của EB Pro đang có chương trình khuyến mãi, và chương trình của công ty cũng đang có chương trình đó là mua mới đổi cũ về những cái sản phẩm của EB Pro. Bác nào mà cần để quảng cáo thương hiệu EB Pro lan rộng hơn, các bác nào cần quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại em để trên thanh tiêu đề nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nha. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của em.